hai tất cả mọi người, mình Phước Sửu, Vũ Ngoan. Và hôm nay Phước Sửu và Vũ Ngoan có mặt tại một thảm cảnh tranh cực kỳ rộng lớn của EA tại Việt Nam phong. Đúng rồi, hôm nay là ngày khai trương văn phòng EA Việt Nam tại khu Sala. Đúng rồi, cảm nhận của Vũ Ngoan như thế nào khi mà mình tới một cái đại bản danh cực kỳ lớn của công ty EA vậy? Mình cảm giác rất là tự hào và cảm giác là đây đúng là một điểm đến, điểm dừng chân của tất cả các anh chị em, và đặc biệt là anh chị em về ngành môi giới ạ. Nói về bất động sản thì điều đầu tiên nói đến vị trí, điều thứ hai vị trí và điều thứ ba vị trí thì có một vị trí cực kỳ đặc biệt của EA. Đúng rồi. Sẽ là một cái khu cực kỳ mát mẻ, sẽ là tạo một cái môi trường làm việc cực kỳ hấp dẫn cho toàn thể tất cả các anh chị em tại EA phòng Vũ Ngoan. Chính xác ạ. Vũ Ngoan có tham gia tại EA đã trong thời gian bao lâu rồi và dự định sắp tới của Vũ Ngoan như thế nào khi mà mình tham chiến một cái thị trường cực kỳ hấp dẫn này? Mình có cơ hội tham gia ở EA Việt Nam cũng gần hơn 2 năm và mình cảm thấy đây là một môi trường cực kỳ chuyên nghiệp. Có những các anh chị là PhD, rồi có cả những anh chị mà quản lý ở EA Việt Nam. Các anh chị rất là tâm huyết và rất rất là tuyệt vời ạ. Hơn 4.000 agent và trong đó khoảng hơn 2.000 agent đã có chứng chỉ bất động sản, là một cái tập đoàn quy tụ khá nhiều agent và đồng thời có rất là nhiều dự án trong và ngoài nước. Chính xác. Trong nước thì có 3 miền Bắc, Trung, Nam. Và vương tầm thế giới thì có khá nhiều đất nước. Theo như Vũ Ngoan thì là EA đã có mặt tại đâu và đang liên kết với những quốc gia này? Thật ra thì là để nói rõ hơn là EAA Việt Nam là chịu sự trực tiếp quản lý của EAA ở bên Singapore. Thì mình cảm thấy là rất là tự hào bởi vì là môi giới tại Việt Nam mình cũng có thể bán được những bất động sản ở quốc tế, ở thị trường quốc tế. Và đây là một trong những cái nôi và đây là một cái chỗ cực kỳ chuyên nghiệp, đưa những cái công cụ và khiến cho tất cả những anh em sale môi giới á, cảm thấy là mình được trang bị đầy đủ hết tất số 1 về công nghệ. Ở đây là mình thấy có Momenzo nè, có Eco Drop nè và mình được hội đủ, có nghĩa là đây đang dần dần mình đang phát triển một cái mô hình đó là bất động sản công nghệ. Wow, quá tuyệt vời. Rất là vinh hạnh Phước Sửu cũng có dịp trải nghiệm khá nhiều nước mà nơi mà cái nôi của EAA sáng lập đó là Singapore và một nước xứ cờ hoa cực kỳ đẹp đó là nước Mỹ. Phước Sửu là cũng đã từng đặt chân tới và khi mà quý anh chị mặc lên cái màu áo và có cái logo EAA này thì sẽ được và là một cái sự đón chào nồng nhiệt từ tất cả những người nơi những nơi trên thế giới, đặc biệt là nước Mỹ nha. Nên khi quý anh chị tham gia EAA là một cái cơ hội cho quý chị có thể là du lịch hoặc là công tác tại Mỹ một cách rất là dễ dàng. Chính xác. Họ có những cái chương trình đào tạo những chiến binh sale, những chương trình Ngoan cũng đã từng được tham dự và được vinh hạnh cũng được giải nhất toàn đoàn ở chương trình ở Singapore. Thì mình cảm thấy họ làm, nếu như mà các bạn còn đang phân vân ở đâu đó thì các bạn hãy đến EAA Việt Nam. Đúng rồi. Quý anh chị chắc hẳn là sẽ rất là thích thú khi mà join vào cái team EAA với có khá nhiều team nhỏ khác nhau, team về Hàn Quốc, về bất động sản Úc, về Canada, rồi cả Cambodia và tất cả nhiều nước trên thế giới. Tuyệt vời lắm các bạn ạ, rất là tuyệt vời. Một trường gọi là đào tạo chuyên nghiệp bài bản và đồng thời ở nơi đây sẽ không bao giờ quản lý hay áp KPI cho quý vị khách gì hết không? Nhưng mà chúng ta làm việc cực kỳ hiệu quả và có những cái thành tựu rất đáng nể trong năm đầu vừa rồi á, quý vừa rồi thì mình thấy được là trên hơn 800 tỷ, đúng không bạn? Tuyệt vời lắm. Số ca cũng khi một cái thị trường không mấy gì đâu là khó khăn, không mấy gì đâu mà là tốt thuận lợi, đúng không? Lợi. Nhưng mà với một cái thành quả mà EA đạt được khá ổn. Bởi vì là chúng ta không chỉ có con người mà chúng ta còn được sự bổ trợ của công nghệ. Đúng rồi. Tại EA không phải những cái agent chỉ là việc bán hàng, mà những cái agent ở đây có thể là quản lý đội ngũ dưới các vùng dưới lại của mình, và mình có một cái gọi là nguồn hoa hồng được sự cảm ơn của từ công ty, những cái hoa hồng khi mà anh chị tuyển dụng vào cũng giống như một cái mức lương cơ bản để cho anh chị có thể là duy trì có thời gian chăm sóc đội ngũ và có thể mở rộng những cái quy mô của mình trong và ngoài nước. Mình có nghe nói là EA có những chính sách đó
đặc biệt mời gọi những cái anh chị mà cấp bậc quản lý của những cái sàn khác nữa, là mình chuyển từ đó qua đây mà mình vẫn được ghi nhận cái doanh số đó, thì là mình cảm thấy là mình được trân trọng những cái năm đóng góp cống hiến cho bên ngoài, và mình được vào đây là mình lại càng có những động lực để phát triển hơn nữa. Exact. Là một cái môi trường môi giới bất động sản cực kỳ chuyên nghiệp, và nơi đây á, như Ngọc Ngoan hiểu là ở nơi đây á, là một cái hoa hồng doanh số bất động sản cực kỳ cao nhất trong và ngoài nước. Chính xác ạ. Dạ. Xin cảm ơn EAA Việt Nam, xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn. Mình hay có một cái câu nói là One EAA Team EAA. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.